Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cách ly F1 tại nhà. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng, giải pháp thực hiện cách ly trường hợp F1 tại nhà là khả thi và việc cách ly tại nhà sẽ giúp tâm lý của người bị cách ly nhẹ nhàng hơn do được ở chung với người thân. Trao đổi tại cuộc họp báo thông tin về dịch COVID-19 chiều ngày 4 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết rằng, theo quy định hiện nay, các trường hợp F1 phải cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1. Theo ông Hưng, giải pháp thực hiện cách ly tại nhà cho cả F1 là có thể thực hiện. Việc cách ly tại nhà như vậy sẽ giúp tâm lý của người bị cách ly nhẹ nhàng hơn do được ở chung với người thân. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng đỡ phải chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly khi số lượng người F1 tăng lên. Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho hay không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cách ly. Và theo quy định của Bộ Y tế, nếu nhà ở không đủ điều kiện cách ly thì phải cách ly tập trung. Đây cũng là hạn chế của quy định này. Mặt khác, việc cách ly F1 tại nhà cũng phải tính toán đến giải pháp giám sát sự tuân thủ của những người bị cách ly tại nhà. Như hiện nay, quy định hộ gia đình phải cam kết với địa phương các điều kiện như ở trong phòng riêng, không được ra khỏi nhà, có cán bộ y tế và cán bộ địa phương giám sát. Do vậy, việc cách ly tại nhà cũng cần một lực lượng của cơ quan nhà nước giám sát, chứ không phải là không có. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc thí điểm để F1 cách ly tại nhà ở một số khu vực, sau đó nhân rộng ra. Và đồng thời, Sở cũng hướng tới sử dụng công nghệ để giám sát người bị cách ly, nhưng phải tính toán để làm sao không vi phạm quy định pháp luật. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.